Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 9 giờ tối về Cali rồi Và ở Việt Nam nay các bạn đã bước qua là ngày thứ năm Và hôm nay thường làm video hơi trẻ một chút nhưng mà thường mình đã chuẩn bị sẵn một số những thông tin để bật để chia sẻ với các bạn Nhất là chúng ta sẽ nói tới những thông tin liên quan tới SEC, chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Fed Và chúng ta cũng đã thấy thị trường bây giờ đã không được tốt lắm Và chúng ta không nói riêng về thị trường crypto các bạn, nếu như mà chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được kết thúc đó tiếp tục là một màu đỏ chỉ số nasdaq đã xuống hơn một phần trăm các bạn S&P 500 xuống 0.76%, Dow Jones xuống 0.5%. Chúng ta nhìn thấy được là những chỉ số như là hợp đồng của dầu đó, bây giờ một lần nữa đã dưới 80 đô các bạn ở mức 79 đô 34 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng vàng hôm nay cũng giảm thêm một chút nữa ở mức 1922 đô cho một ounce vàng. Và đương nhiên chúng ta có thể nhìn thấy được là crypto nói chung đó thì cả ngày hôm nay xuống khoảng chừng là gần 2% các bạn. Bitcoin đó thì xuống khoảng chừng 2%. Hiện bây giờ đó đã, đã mức dưới 29.000 đô, 28.600 131 hiện tại và cách đây khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ đó thì các bạn thấy được là giá của BTC xuống ở mức còn có 28.313 đô mà thôi và cả trên crypto nói chung đó là một màu đỏ ngày hôm nay và BTC đó thì các bạn thấy là xuống 2% nhưng mà nhiều altcoin nó xuống phần trăm cao hơn 4%, 6%, Uniswap xuống 7% như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, Bitcoin Cash xuống 8% thì chuyện gì đã xảy ra vậy các bạn? Thường nghĩ đó cái thông tin lớn ngày hôm nay thì chính là thông tin liên quan đến cái văn bản hợp của fed và chúng ta có một số những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô thường nghĩ là cũng có ảnh hưởng chung nhưng mà chúng ta hãy chú tâm tới thông tin lớn ngày hôm nay đi đó chính là văn bản hợp của fed đã có rồi và đây cũng là văn bản mà chúng ta cũng đã chờ đợi các bạn đã biết là tuần này đó sẽ có và tôi đã chia sẻ hồi sáng này khi mà chúng ta vừa nhận được thông tin thì tóm lại đó văn bản này đã cho chúng ta thấy những gì đầu tiên hết đây các bạn nên biết đây là văn bản cuộc họp của tháng vừa rồi các bạn đã biết là sau khi họp đó thì chủ tịch fed sẽ có cuộc họp báo nhưng mà cái văn bản họp chính thức đó là 3 tuần sau mới có và thường đó thì mọi người chờ đợi xem coi là những gì mà chủ tịch Phép à Fed John Powell chia sẻ có giống như là trong văn bản hợp hay là không thì chúng ta đã thấy được là văn bản hợp của tháng vừa rồi đã, đã cho thấy là các quan chức của Fed nghĩ là cần phải tăng thêm lãi suất nhiều hơn trong tương lai trừ khi là có các dữ liệu tốt nói chung đó, thì những cái tài liệu ở trong văn bản hợp này ra cho chúng ta thấy là có thể cho được John Powell có thể đã có cái giọng điệu ôn hòa bồ câu hơn những người còn lại tại vì văn bản hợp cho thấy là rất nhiều những quan chức của Fed vẫn còn rất lo lắng về cái tình hình lạm phát đó, vẫn không có chịu giảm như là họ nghĩ Tuy nhiên các bạn thấy là sau cuộc họp đó một số quan chức cũng đã nói là họ nghĩ rằng là cái việc tiếp tục tăng lãi suất có thể là không cần thiết. Chẳng hạn như chúng ta đã vừa nói tới uh, tháng tuần nhiều rồi đó là chúng ta có chủ tịch khu vực John Williams của New York và Patrick Harker của Philadelphia. Cả hai đều cho biết là họ nghĩ là khả năng ra sẽ không cần phải tăng nữa. Đây là những lời phát biểu sau khi mà cuộc họp đã xảy ra rồi. Nhưng mà trong cuộc họp đó thì hầu hết tất cả những người tham gia cuộc họp bao gồm những thành viên bỏ phiếu hay là không bỏ phiếu đó thì đều ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 7 như là phần lớn mọi người đều ủng hộ cùng một xu hướng là tăng lãi suất tháng 7 còn về những đợt sau này thì sao đó thì các bạn thì được là mọi người không có cái sự đồng lòng hiện tại mặc dù là chủ tịch John Powell nói là bây giờ không muốn nói tới việc tăng lãi suất nữa chờ thêm những tài liệu như là chúng ta đã có một chỉ số phần trăm lạm phát CPI rồi tháng sau là sẽ có thêm một chỉ số phần trăm lạm phát CPI nữa và tháng sau chúng ta cũng sẽ nhận thêm một cái dữ liệu liên quan tới phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ và cái văn bản họp đó đã lưu ý là nền kinh tế dự kiến sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng lên một chút thì mọi người đó đã rất lo lắng sau khi mà có thông tin này tại vì thường nghĩ là nhiều người đó cũng đã có cái kỳ vọng là tết sẽ không tiếp tục tăng nữa nhưng mà thật ra đó, tôi nghĩ nhiều người có thể cũng đã có phản ứng nó hơi quá một chút tại vì những gì mà được nói trong văn bản này đó thì sau đó chúng ta cũng đã thấy là có nhiều những cái quan chức khác họ cũng đã nói là khả năng sẽ không cần phải tăng nữa và trong văn bản này đó cũng không nói là chắc chắn mọi người nghĩ là cần phải tăng chỉ nói là chúng ta cần phải có những cái dữ liệu tốt hơn trong những đợt tới này thì chúng ta vẫn còn những cái dữ liệu như vừa chia sẻ đó cái tháng sau sẽ có thêm một dữ liệu phần trăm lạm phát có thể là phần trăm lạm phát đó nó sẽ tốt hơn là nhiều người nghĩ thì sẽ khiến cho mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn và Fed sẽ không cần phải tiếp tục tăng lãi suất nữa có thể là phần trăm thất nghiệp lại sẽ tăng lên nhanh hơn là Fed nghĩ thì điều đó cũng có thể làm cho Fed không tiếp tục tăng lãi suất nữa và chúng ta cũng thấy là có nhiều cái động tĩnh gần đây như là chúng ta đã thấy những công ty như là công ty Fitch à, thì họ cũng đã muốn có cái ý định là giảm cái xếp hạng trái phiếu những ngân hàng và làm như vậy đó có thể là dẫn đến những ngân hàng là sẽ gặp rất nhiều khó khăn các bạn và chúng ta đã thấy là chủ tịch uh, new kaskari của fed đó, chủ tịch này là một trong những người mà cực kỳ hawkish và cũng đã nói là có thể là không cần tăng lãi suất nữa nhưng mà không có nghĩa là Fed sẽ không tiếp tục siết chặt nguồn tiền và sẽ siết chặt bằng cách là siết chặt những cái quy định cho vay và những ngân hàng đó lại sẽ gặp khó khăn và có khả năng lại sẽ có những ngân hàng nhỏ hơn bị sụp đổ điều này cũng có thể khiến cho Fed tăng tăng lãi suất nói chung đó là không có gì chắc chắn hết cho bạn có thể là mọi người cũng đã có cái sự lo lắng à, hơi quá sau khi mà có cái à, thông tin này đương nhiên chúng ta cũng có một số những tin tức vĩ mô khác tôi muốn chia sẻ với các bạn nó cũng khiến cho nhiều người hơi mức em một chút nhưng mà đây là cái thông tin lớn nhất được chia sẻ ngày hôm nay liên quan khả năng là Fed có thể sẽ tăng thêm lãi suất nhưng mà hiện bây giờ đó thì nếu chúng ta nhìn vào chỉ số CME chúng ta sẽ nhìn thấy được là chỉ số CME hiện bây giờ đó vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa 86,5% nghĩ là trong cuộc họp tháng 9 này có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng 34 ngày nữa đó nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và nếu chúng ta nhìn vào những cuộc họp kế tiếp như tháng 11 đó chúng ta còn ba cuộc họp nữa tháng 9, tháng 11 và tháng 12 thì trong cuộc họp tháng 11 đó chúng ta đã nhìn thấy được là 59.5% cũng nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất phần lớn vẫn những như vậy chúng ta bây giờ chuyển qua tới tháng 12 đó thì chúng ta cũng thấy được là 57.6% phần lớn vẫn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất có nghĩa là sau khi cái thông tin này tuy là một số người lo lắng Nhưng mà bây giờ hợp đồng tương lai của CME vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất từ đây cho đến cuối năm Đương nhiên ta phải chờ thêm những chỉ số như là CPI Và Thuận sẽ chia sẻ thêm thật ra những cái như là phần trăm lãi suất chúng ta cũng hiểu là nó cứ đi theo chu kỳ các bạn Và cái thời điểm mà tăng lãi suất đã gần như kết thúc rồi cho dù là fed sẽ tăng thêm một lần thậm chí là hai lần nữa đó thì cũng đã tới cái hồi cuối rồi các bạn mọi người quan tâm nhiều hơn đó là fed có đi quá lố hay là không thậm chí nhiều người nghĩ là chủ tịch John Powell để phần trăm lãi suất ở mức 5.25-5.5 nó đã là đi quá mức rồi khi mà hiệu ứng của lãi suất đó hoàn toàn thấm vào trong thị trường thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là nhiều cái sự đáng tiếc có thể xảy ra mà không lường trước được sẽ dẫn đến là cái suy thoái tài chính các bạn và chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái ngân hàng địa phương hồi tháng 3 đã đột ngột cũng bị sụp đổ tại vì nhiều cái không lường trước được khi mà chúng ta thấy cái nền kinh tế vĩ mô đó nó luôn có sự quan hệ lẫn nhau các bạn có thể nhìn thấy được là nói tới Hoa Kỳ nói riêng thì lãi suất của Fed ảnh hưởng tới rất nhiều thứ, ảnh hưởng tới ngân hàng có thể vay được bao nhiêu phần trăm, là bao nhiêu ảnh hưởng đến thị trường của công trái phiếu, ảnh hưởng đến người dân đi vay mượn bao nhiêu, tất cả đều có sự ảnh hưởng hết các bạn. Và chúng ta thấy được là khi lãi suất tăng, đó, dẫn đến là những cái ngân hàng bị sụp đổ, thì ngược lại chúng ta cũng có những công ty crypto lưu trữ tiền trong những ngân hàng đó cũng bị ảnh hưởng chung luôn. Cho nên tất cả đều có mối quan hệ tăng lãi suất. Nghĩ thì đơn giản các bạn, nhiều khi chúng ta nghĩ là Fed chỉ cần tăng lãi suất giảm lãi suất thì quá nhàn chỉ cần tăng lãi suất sẽ cần tiền rồi giảm lãi suất để mà bơm tiền vào trong thị trường thì đơn giản quá nhưng mà thật ra mỗi một lần tăng lãi suất thì chúng ta lại tiến tới một bước nữa và nếu chúng ta cứ tiến quá nhiều bước một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến quá lố và sẽ rơi xuống vực thẳm cho bạn điều mà Fed muốn đó chính là tiến đến gần vực thẳm nhiều nhất có thể rồi sau đó mới từ từ quay đầu trở lại không biết là lần này Fed làm được hay là không và đương nhiên cái lãi suất của fed sẽ có cái sự ảnh hưởng đến nền kinh tế ngay một thời điểm nào đó nhưng mà khi chúng ta zoom ra nhìn dài hạn đó thì nó có thật sự quan trọng hay không nếu như chúng ta chỉ nói riêng thị trường chứng khoán đó thì khi mà các bạn nhìn vào lịch sử của lãi suất của fed thì đã có biết bao nhiêu là chu kỳ các bạn có nhiều khi lãi suất tăng cao như là những năm như là 1980 có nhiều khi lãi suất giữa mức gần như 0% một thời gian dài như là từ năm 2009 mãi tới năm 2015. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh cái đường đi của lãi suất với lại cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ như là S&P 500 hay là chỉ số Dow Jones, chúng ta thấy được là luôn tăng theo thời gian cho dù là lãi suất cao hay thấp đó thì nền kinh tế cũng sẽ từ từ làm quen và từ đó cứ tiến tới cho nên chúng ta khi mà nhìn vào chỉ số chứng khoán dài hạn đó, thì vẫn tăng cho dù là suất cao hay là thấp điều quan trọng khi bạn zoom vào những cái biểu đồ liên quan đến chứng khoán đó thì ngay cái lúc mà thay đổi giống như là từ lúc mà lãi suất cao giảm xuống thấp hay là ngược lại khi mà lãi suất thấp rồi tăng lên cao như là chúng ta đã chứng kiến một năm qua đó đó là cái thời điểm khó khăn nhưng mà sau đó đó nền kinh tế sẽ từ từ làm quen với lãi suất cao rồi từ đó tiến tới các bạn và sau đó khi mà phần trăm lạm phát được quản lý đó thì Fed lại một lần nữa giảm lãi suất như chúng ta đã thấy nhiều lần ở trong lịch sử và nếu chúng ta chỉ nói riêng về thị trường crypto đó, chúng ta bây giờ hãy xem cái lãi suất của Fed từ năm 2010 tới năm 2023 thì chúng ta thấy được là đã có một thời gian dài từ năm 2010 tới năm 2015 lãi suất ở mức là gần như 0% thì nhiều người nói là lý do tại sao chúng ta có sự tăng trưởng giống như là năm 2021 hoặc là từ năm 2010 tới năm 2015 đó Bitcoin tăng trưởng là tại vì tiền được bơm trong thị trường thì nhiều người nói là bây giờ đó lãi suất đang mức cao thì tiền đang bơm vào trong thị trường nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là năm 2017 cũng là một năm mà chúng ta có sự tăng trưởng mạnh và đó cũng là cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất các bạn thì nói chung khi chúng ta zoom ra các bạn sẽ thấy được là cũng tương tự như chứng khoán ngắn hạn đó, trong một thời điểm nào đó thì lãi suất của phép rất là quan trọng nhưng mà dài hạn đó cái điều dẫn đến vốn hóa tăng trưởng và thị trường này tăng trưởng đó chính là nguồn cầu luôn có cái sự tăng trưởng và nguồn cung từ từ bị thu hẹp lại các bạn Tại vì chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn đang ngày lại càng ít đi Cái số lượng BTC chưa được đào ngày lại càng ít đi các bạn Và tới cuối cùng chúng ta chỉ có 21 triệu Bitcoin mà thôi Bất cứ tài sản nào cũng như vậy Chúng ta nếu như mà thấy cái nguồn cầu cao hơn nguồn cung Thì chúng ta thấy là giá và vốn hóa sẽ tăng theo thời gian và điều này cũng đúng nếu chúng ta nói tới Bitcoin Spot ETF của SEC các bạn Chúng ta gần đây nói rất là nhiều thông tin liên quan tới uh, quỹ ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ SEC Và chúng ta gần đây nói rất nhiều những thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF từ BlackRock vân vân Thì bây giờ ai cũng chú tâm là chúng ta cần phải có, cần phải có Bitcoin Spot ETF thì giá mới tăng trưởng Chúng ta nghe rất nhiều rồi nhưng mà thật ra các bạn thấy là trong vòng mười mấy năm qua có bitcoin spot etf ở hoa kỳ đâu thì chúng ta vẫn thấy giá của bitcoin tăng trưởng tới cuối cùng đó cũng như là thường duy chia sẻ nguồn cung và nguồn cầu quyết định tất cả chúng ta muốn giá của btc tăng trưởng thị trường crypto tăng trưởng thì chúng ta phải nghe ngày càng có nhiều người tham gia cái nguồn cầu ngày lại càng tăng lên đó mới là điều quan trọng và chúng ta vẫn đang thấy điều đó xảy ra cho dù là sau đây nữa chúng ta đi qua nhiều chu kỳ nhưng mà mỗi một chu kỳ chúng ta đều có thêm người ở trong thị trường crypto này thị trường crypto ngày lại càng lớn mạnh hơn cho dù là có Bitcoin Spot ETF hay là không đương nhiên có là tốt các bạn có thì đó là một trong cái bước ngoặt mà có thể thúc đẩy phát triển thị trường này nhanh hơn nhưng mà nếu không có đó thuận vẫn tin thị trường này vẫn sẽ tiếp tục phát triển các bạn SEC không quyết định cái xu hướng của Bitcoin không quyết định xu hướng của cả thị trường crypto này thường chia sẻ thông tin hàng ngày với các bạn để các bạn nắm bắt những cái tin tức mới nhất để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi và nhất là những lúc mà có cái giá dao động mạnh thường muốn chú tâm chia sẻ thông tin để các bạn biết lý do tại sao mà dao động cho thời điểm đó nhưng mà đối với mình nào mà đầu tư dài hạn thì những cái thông tin này nó cũng mang cái tính chất tham khảo mà thôi và chúng ta cũng có những cái động thái cũng rất là thú vị các bạn chúng ta thấy ngày hôm qua đã có một cái cuộc họp khẩn cấp và sau khi họp đó thì ngân hàng trung ương của nước nga đã tăng lãi suất hơn 3.5% các bạn và lãi suất của nước Nga bây giờ đã tăng lên tới 12% thì con số tăng này rất là nhanh luôn chúng ta không nghĩ đi những cái quốc gia như là nước Anh ở châu Âu hay là cho nói tới là Hoa Kỳ đến thì mỗi lần tăng là 0.25, 0.5 nếu như mà tăng 0.15 đó là coi như tăng một cách rất là nhanh rồi. Thì tại sao mà một ngân trung ương lại phải tăng lãi suất? Đương nhiên tăng lãi suất để mà thu về nguồn tiền các bạn, siết chặt nguồn tiền lại. Nhưng mà tăng lãi suất thì nó cũng có một số những cái hiệu ứng giống như là khi mà lãi suất tăng đó thì sẽ thu hút được thêm những người mà họ muốn đầu tư và không trái phiếu đương nhiên lãi suất cao sẽ có nhiều người hứng thú hơn là khi lãi suất thấp và một điều khác nữa khi mà lãi suất tăng đó, sẽ có hiệu ứng là hỗ trợ cho Tiền của cha đó Và nếu chúng ta nhìn vào đồng ruble sao các bạn thấy được đồng ruble cũng đã giảm khá là nhiều Chúng ta nhìn thấy được là năm 2022 đó khi mà Cuộc chiến tranh bắt đầu xảy ra giữa Nga và Ukraine đó, Chúng ta đã nhìn thấy được là Đồng ruble của nước Nga cũng đã giảm xuống Một thời gian là từ tháng 2 cho đến khoảng chừng là giữa tháng 3 của năm đó rồi sau đó đồng ruble cũng đã có sự hồi phục so với đồng đô la các bạn nhưng mà sau đó đó chúng ta đã thấy đồng ruble cũng đã từ từ đi xuống tới mức bây giờ vẫn không có phải là thấp như là chúng ta đã từng nhìn thấy hồi tháng 3 của năm ngoái nhưng mà chúng ta vẫn thấy được đã giảm xuống nhiều và đang trên con đường đi xuống tôi nghĩ là một trong những lý do tại sao mà tăng lãi suất để mà có thể hỗ trợ đồng ruble các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới và chúng ta cũng nhìn thấy được là ở Trung Quốc đó, thì mới vừa có thông tin từ FSH nói là ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã ra quyết định là những quỹ đầu tư những ngân hàng không được bán cổ phiếu các bạn và nhiều khi chúng ta nghe thông tin này đó chúng ta cảm thấy là thú vị tại vì những quốc gia như là ở Hoa Kỳ đó thì làm sao mà ngân hàng trung ương như là Fed có thể cấm những ngân hàng bán cổ phiếu được nhưng mà Trung Quốc thì lại cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra đâu Chúng ta cũng đã nhìn thấy được là hồi tháng 10 của năm ngoái đó Thì ngân hàng trung ương của Trung Quốc cũng đã nói với lại những ngân hàng là phải thu mua cổ phiếu Đợt này thì nói là phải không cho tiếp tục bán nữa Thì tôi không biết những chi tiết các bạn thông tin thì nó rất là mới, nó vừa xảy ra trong vòng một giờ mà thôi. Chưa có những thông tin chi tiết là cổ phiếu nào không được bán và tại sao lại không được bán nhưng mà nói chung chúng ta cũng đã biết là ở Trung Quốc bây giờ đó họ đang muốn kích thích nền kinh tế. Trung Quốc đã đi vào tình trạng giảm phát các bạn, nghĩa là phần trăm lạm phát không những là không tăng mà còn ở mức dưới số 0 nữa các bạn như là chúng ta đang chứng kiến, kiến giảm phát như là hàng hóa không tăng mà giá còn đi xuống nữa mới đầu nghe đó thì bạn cảm thấy được đây cũng là điều tốt nhưng mà thật ra không có tốt được các bạn giảm phát cực kỳ xấu giảm phát tại vì không có nhiều người chi tiêu dẫn đến hàng hóa phải giảm giá các bạn nghĩa là nền kinh tế đang cực kỳ chậm lại cho nên đây là một trong những điều mà quốc gia nào khi mà lâm vào tình trạng giả phát đó họ cũng muốn nhanh chóng rời khỏi các bạn có thể thấy là có khá là nhiều những động thái liên quan đến những ngân hàng trung ương nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là chỉ số DXY đã lại tăng ngược trở dài rồi, các bạn chúng ta chỉ nhìn thấy chỉ số này dưới 100 điểm có vài ngày thôi chỉ số này đã một lần nữa đây đi ngược trở lên rồi bây giờ mức là 100 là 3.55 điểm hiện tại và đưa tuy nhiên chúng ta muốn thấy chỉ số này giảm rồi các bạn, tại vì khi mà đồng đô la mạnh á, chúng ta sẽ nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán và crypto sẽ là màu đỏ và ngược lại. Chúng ta muốn thấy chỉ số DXY này giảm xuống có nghĩa là chúng ta không muốn thấy đồng đô la quá mạnh. Nhưng mà bây giờ nền kinh tế của Hoa Kỳ đã tuy đã tăng chậm lại nhưng mà vẫn đang trên con đường tăng trưởng. À, chúng ta cũng thấy được là Fed thì vẫn rất là quyết tâm và mỗi lần mà Fed quyết tâm như gì đây, chỉ số DXY này tăng lên các bạn và cho tới bây giờ đó, chúng ta vẫn thấy được là cái tốc độ tăng trưởng của cái phần trăm lãi suất của Fed rất là nhanh so với những cái ngân hàng trung mương khác cho đến khi nào mà Fed thật sự ngưng tăng và trên con đường giảm lãi suất đó chúng ta mới có cơ hội thay chỉ số này giảm xuống hoặc là những ngân hàng trung mương còn lại đã phải quyết tâm hơn tăng lãi suất mạnh hơn cả Fed nữa chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những cái thông tin liên quan tới SEC đi thì chúng ta cũng đã biết là tuần vừa rồi đó SEC cũng đã để đơn với thẩm phán Torres nói là muốn kháng cáo à, và chúng ta cũng nói khá nhiều chi tiết rồi thì sẽ không đọc lại chi tiết ở đây nhưng mà chúng ta cũng đã biết là bước kế tiếp đó là trong như một tuần thì à, bên công ty Ripple cần phải đưa ra cái lập luận của mình khi mà nghe thông tin liên quan tới kháng cáo từ SEC thì công ty có hai sự lựa chọn một là họ đồng tình với SEC có nghĩa là họ đồng ý cho SEC kháng cáo tại sao họ lại muốn làm như vậy thì chỉ khi nào mà công muốn thúc đẩy nhanh cái vụ kiện này chứ nếu như mà kéo dài đó thì sau này khi mà vụ kiện kết thúc SEC vẫn có thể kháng cáo mà không cần phải xin phép thẩm phán nhưng mà ngược lại đó SEC có thể lựa chọn là không có đồng ý và đưa lý do tại sao mà Thẩm phán Torres không nên cho SEC kháng cáo để kéo dài thời gian các bạn và cuối cùng đó Ripple đã lựa chọn cách thứ nhì đó chính là công ty Ripple đã phản hồi yêu cầu kháng cáo của SEC và Ripple đã nói với thẩm phán Torres là họ phản đối yêu cầu kháng cáo của SEC lý do họ nghĩ đó là SEC vội vàng yêu cầu kháng cáo nhằm để mà giữ thể diện. SEC không có đủ cơ sở để chứng minh sự khác biệt quan điểm với các thẩm phán khác thì lý do tại sao mà SEC muốn kháng cáo đó tại vì họ nói là cái lập luận của thẩm phán Taurus không có cùng khớp với lại những cái thẩm phán khác nhưng mà công ty ripple đã nói là lập luận SEC đã không có đúng tại vì chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy là những thẩm phán khác không đồng ý với các lập luận của thẩm phán Taurus Chúng ta cũng đã thấy là có những cái thẩm phán khác như là thẩm phán của cái vụ kiện của Telephone Labs đó, thì thẩm phán đó chưa bao giờ nói là thẩm phán thua sai thẩm phán đó chỉ nói là thẩm phán sẽ không có dựa vào quyết định của Taurus dùng làm tiền lợi để mà xử cái vụ kiện đó thẩm phán của cái vụ kiện đó sẽ tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình chứ không có nói là thẩm phán TORUS sai cho nên tới bây giờ nó vẫn chưa có bằng chứng chứng minh thật sự sự khác biệt quan điểm với cái thẩm phán liên quan tới vấn đề này và nếu như mà SEC muốn kháng cáo đó thì Ripple nói là phải đợi đến khi vụ kiện kết thúc, tại vì chúng ta vẫn còn một phần mà bây giờ đó cái phần đó hai bên không chịu thỏa thuận và có thể là lại phải ra tòa các bạn và sẽ kéo dài khoảng chừng là một năm nữa cỡ đó, tại vì chúng ta vẫn biết là SEC đó ngoài việc là kiện công ty Ripple còn kiện luôn uh, CEO và co-founder của công ty Ripple thì uh, bây giờ cái phần mà kiện co-founder và CEO đó thì vẫn chưa có được xử cho nên bây giờ công ty Ripple đó họ đã lựa chọn là kéo dài thời gian tại vì họ nghĩ là có khả năng quốc hội sẽ ban hành luật có lợi cho crypto hoặc là Hoa Kỳ sẽ có tổng thống mới và nếu như mà một trong hai điều này xảy ra đó thì họ không cần phải lo lắng tới vụ kiện của SEC nữa và chúng ta cũng đã nhớ là tuần nhiều rồi đó những lập luận của những luật sư đó đều nghiêng về là Ripple sẽ cố gắng kéo dài thời gian của cái vụ kiện hiện tại. Tại vì nếu vụ kiện không kết thúc thì có nghĩa là SEC không thể kháng cáo được. Tại vì vụ kiện chưa kết thúc đâu sao mà kháng cáo được các bạn? À, không thể kháng cáo một phần, phải đợi cho tất cả kết thúc. À, cho nên SEC mới phải xin phép thẩm phán Torres. Cho nếu như vụ kiện kết thúc rồi họ đâu cần phải xin phép đâu. Cho nên bây giờ đã Ripple lựa chọn kéo dài thời gian. Chúng ta vẫn hy vọng là quốc hội sẽ sớm có lực trong vòng năm nay hay là năm sau và Năm sau là một năm mà cực kỳ sôi động các bạn. Chúng ta không những là thấy khả năng là Fed có thể giảm lãi suất, chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đang tiến gần tới ngày Bitcoin Halving. Chúng ta cũng có khả năng là sẽ có một tổng thống mới tại Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó đều hướng về năm 2024. Chúng ta có một cái thông tin khác nữa cũng có cái sự liên quan đến SEC các bạn đó chính là Coinbase. Thì Coinbase đã được cấp phép để cho giao dịch Bitcoin và Ethereum Futures và giấy phép này được cấp bởi CFTC các bạn không phải là SEC Ở Hoa Kỳ đó có hai đơn vị không giống như là những quốc gia như là Hồng Kông các bạn Thì ở những nơi đó đó chỉ có một đơn vị mà thôi quản lý cả hai Hàng hóa và hợp đồng đầu tư và chứng khoán Ở Hoa Kỳ đây thì chia làm hai CFTC quản lý hợp đồng tương lai và họ quản lý hàng hóa Nhưng mà SEC lại quản lý chứng khoán và hợp đồng đầu tư hai cái này chia ra và khiến cho mọi người rất là khó hiểu các bạn giống như chúng ta cứ nghĩ đi Coinbase muốn cho giao dịch futures thì họ chỉ cần CFTC cấp phép mà thôi họ không cần phải quan tâm đến SEC nghĩ gì nhưng mà nếu như mà một công ty một quỹ đầu tư họ muốn cho ra giống như là Bitcoin futures hay là team futures ETF thì lại phải thông qua SEC cho nên hai cái nó lẫn lộn với nhau và chúng ta đã thấy là Coinbase đang bị kiện bởi SEC và SEC đó tuy chưa bao giờ nói Ethereum là chứng khoán nhưng mà vẫn giữ quan điểm là ngoại trừ Bitcoin tất cả đều có thể là chứng khoán nhưng mà CFTC lại cấp phép để cho Coinbase cho giao dịch futures Ethereum thì chẳng khác gì nói là SEC chẳng quan trọng họ chỉ quan tâm đến Bitcoin và Ether và họ tin Bitcoin và Ethereum là hàng hóa không phải chứng khoán thì chúng ta thấy là cuộc chiến giữa SEC và CFTC vẫn đang diễn ra hiện tại và cái sự việc mà Coinbase cấp phép này đã chẳng khác gì là một cái gáo nước lạnh tạt vô mặt của Gary Gensler các bạn và Sang Coinbase sẽ là sàn đầu tiên của Hoa Kỳ có thể cho giao dịch futures. Có thể là những bạn nào mà sống ở Việt Nam hay những quốc gia khác đã cảm thấy được là giao dịch futures thì bình thường. Futures ở trong crypto đã có rất là nhiều năm rồi các bạn. Futures cũng có trong thị trường chứng khoán các bạn thấy chúng ta cũng hay nói tới hợp đồng futures liên quan tới Fed. Futures là một cái công cụ rất là bình thường trong thị trường đầu tư nhưng mà ở Hoa Kỳ đó, đây là sàn đầu tiên mà có giao dịch futures liên quan tới crypto. Coinbase đã là sàn đó và nói tới SCC, đó chúng ta cũng vừa thấy một công ty là Valkyrie thì công ty Valkyrie này đó cái tuần vừa rồi họ cũng đã đưa ra một cái quyết định là họ muốn chuyển đổi cái quỹ Bitcoin ETF Futures của họ có luôn Ether trong đó nhưng mà hôm nay đó thì họ lại đợi thêm một đơn nữa là họ muốn có Ethereum Futures ETF và đương nhiên đây là một cái quỹ ETF dựa trên future, sản phẩm tương lai chứ không phải là spot. Thì tới bây giờ chúng ta hãy xem coi là SEC đã sẽ xử lý ra sao. Hầu như các bạn thấy được là mỗi ngày, mỗi tuần đều có những cái quỹ đầu tư họ để đơn cho SEC. Cái nhu cầu đó hoàn toàn đã có hiện tại cho nên những công ty này đã mới dồn nhân lực của họ để để đơn, để có được những cái quỹ ETF như thế này. Tại vì chúng ta cũng đã từng nhìn thấy tài liệu ngày hôm qua khi mà các bạn là cái quỹ đầu tiên, thì quỹ đó sẽ hút hết các tiền các bạn những quỹ còn lại đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi tại vì tất cả những quỹ này nó đều có cái sự tương tự như nhau cho nên quỹ nào được tung ra trước là cái quỹ mà sẽ có cái số tiền cực kỳ lớn đó là lý do tại sao mà chúng ta thường hay quan tâm đến là art invest hay là Trayscale hay là blackrock ba công ty này là ba công ty mà đang dẫn đầu hiện tại một trong ba công ty sẽ là quỹ đầu tiên hay là tất cả đều được không một lượt khi mà có Bitcoin Spot ETF Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi Cái này thực ra không biết cái gì các bạn không biết tại sao mới thuận lại à, để cái này, ồ, oh, không biết rồi Đây là cái thông tin liên quan tới Arcam Intel thì chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua đó đã, đã có thêm một thông tin là ví crypto của cựu Tổng thống Donald Trump có thể là lưu trữ khoảng chừng là 2 triệu 8 crypto chứ không phải là chỉ 200 hay là 500 ngàn như là cuối tuần qua nhiều người đã nói khi mà xem kỹ hơn mới thấy con số cao hơn nhiều thì Arkham Intel đã nói là họ tìm thấy ví crypto của cựu Tổng thống Donald Trump và cho thấy là trong ví này đang lưu trữ Ethereum là khoảng 1535 Ether Các bạn nghĩa là đáng giá khoảng 2 ,8 triệu 8 Grab Ethereum à, đáng giá khoảng chừng là 29.000 đô Chúng ta có Polygon thì à, đáng giá khoảng chừng 2.000 đô và USDC đáng giá khoảng chừng 12 đô mà thôi các bạn, không có nhiều đây là hai địa chỉ ví các bạn hai địa chỉ ví này là một cái nằm trên Ethereum và cái này chủ yếu lưu trữ Ether các bạn chúng ta đã nhìn thấy được là lưu trữ con số là 1535 Ether đáng giá bây giờ đã dưới rồi tại vì chúng ta đã thấy là giá đã giảm một chút nhưng mà vẫn là 2 triệu 7 và đây là cái ví Polygon chúng ta cũng nhìn thấy được là lưu trữ khoảng chừng uh, 3.400 Polygon Thuận thấy là hình như là Thuận đã viết thiếu cái chữ K ở đây Khoảng chừng 3.000 đích chứ không phải là chỉ có 3 các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là con số uh, Polygon lưu trữ hiện tại là khoảng chừng 2.000 đô, uh, còn lại chúng ta thấy là 28.000 đô token. Trong đó chúng ta thấy phần lớn là Grab Ethereum, có nghĩa là Ethereum uh, thế chấp ở trên mạng lưới của Polygon. Còn lại một phần nhỏ là USDC cũng không có gì gọi là đáng nói các bạn. Phần lớn vẫn là Ethereum hiện tại. Thì ít ra bây giờ chúng ta nếu như mà đây đúng là cái ví của cựu tổng thống Donald Trump thì ít cho chúng ta cũng đã biết là cái số lượng crypto được lưu trữ chính là Ethereum. Tại vì trước đây chúng ta không có rõ thì biết đó là ví của Ether dựa theo tài liệu được chia sẻ nhưng mà trong ví Ether có thể lưu trữ nhiều cái token khác nhau của bạn đâu có nghĩa là lưu trữ tất cả Ether đâu nhưng mà bây giờ rất rõ ràng là lưu trữ Ethereum. Thì làm sao mà Arkham Intel biết đây là cái ví của cựu Tổng thống Donald Trump? Thì họ nói là báo cáo tài chính của Trump từ ngày 14 tháng 8 đó, của năm nay chích dẫn cái số dư là khoảng 2 triệu 8. Cái số dư này gần giống như cái số dư à, mà được chích dẫn trong tài liệu tài chính của Trump. Và đây là cái ví mà có nhiều cái phí bản quyền được liên kết với là Trump Energy. Cho nên họ có lòng tin đây là cái ví của cựu Tổng thống Donald Trump. Điều các bạn nên nhớ đó, Arkham Intel cũng là cái công ty mà cũng đã có cái vụ ra mà cách đây vài tháng đó Họ nói là chính phủ Hoa Kỳ đã bán một số lượng lớn Bitcoin nhưng mà cuối cùng không phải đấy Các bạn nên nhớ cái vụ âm um sầm đó à, Cho nên các bạn đã thấy đây là thông tin từ Arkham Intel mà thôi Bây giờ ở bên phía của Trump đó chưa có ai xác nhận đây là sự thật Đương nhiên họ cũng có thể là im lặng mà không bao giờ xác nhận hết Chúng ta chỉ có thể à, biết đây là khả năng cao nhưng mà có phải thật sự hay không đó thì chỉ có Trump mới biết thôi các bạn nhưng mà nếu như là sự thật đó, wow các bạn, cựu tổng thống Donald Trump cứ lưu trữ khá là nhiều tơ. và công ty Arkham này đó họ có lòng tin tới nỗi mà trên trang web kiến thức của họ họ đã tạo ra một cái danh mục đầu tư của cựu tổng thống Donald Trump như các bạn nhìn thấy trên màn hình cái thông tin kế tiếp này nó không có liên quan trực tiếp đến crypto hay là kinh tế vĩ mô nhưng mà tôi cảm thấy là nhiều bạn đã cũng thường hay hỏi thuận thông tin liên quan tới vinfast về việc là vinfast có lên sàn chứng khoán hoa kỳ hay là không thì hôm nay đó cuối cùng đó cũng là sự thật rồi các bạn công ty vinfast đã lên trên sàn chứng khoán của hoa kỳ và đó chính là trên Nasdaq các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cái ticker symbol đó là VFS và chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của Vinfast đó đóng cửa là mức 30 đô 11 cent và hiện bây giờ đã after hours là 28 đô 70 cent thì Chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái mức giá này đó khi mà bắt đầu giao dịch, công ty VinFast này đã, đã được định giá ở mức là 85 tỷ đô la các bạn. Và 85 tỷ đô la là con số không hề nhỏ. Con số này đó là còn cao hơn cả những công ty như là công ty làm xe Ford hay là GM các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái định giá của công ty VinFast đó cực kỳ cao và chúng ta cũng có thể thấy được là cho dù các bạn nhìn thấy là hôm nay đó cổ phiếu bắt đầu giao dịch là ngày đầu tiên đã giảm 18% rồi và sau khi đóng cửa giảm thêm 4,6%, nhưng mà thật ra các bạn cũng nên hiểu đó Công ty Vinfast này là cái công ty mà họ lên sàn chứng khoán không có phải là theo cái kiểu IPO. IPO là các bạn bán cái cổ phần của công ty và các bạn gây vốn cho công ty. Đó cũng là cách mà Thùng cũng đã nghe khá là nhiều trong vòng khoảng chừng 2 năm qua nhưng mà cuối cùng ra công ty Vinfast cũng đã lựa chọn một con đường khác. Tại vì họ nói là lựa chọn con đường IPO đó thì có quá nhiều trắc trở. Thì cái con đường mà họ lựa chọn đó chính là thông qua một cái gọi là SPAC các bạn. Thì SPAC là gì? Để thường giải thích một cách đơn giản nhất với các bạn Thì SPAC là một cái quỹ đầu tư mới đầu là rộng cho đến khi nào mà họ có một công ty thật sự đứng sau lưng Thì có nghĩa là như thế này, giống như là Thuận là một trong những cái ngân hàng, một trong những cái broker mà Thuận biết cách làm sao để mà lên sàn chứng khoán Nhưng mà Thuận không có phải là công ty gì hết á Thì Thuận vẫn có thể kêu gọi tiền từ các bạn được, thì các bạn đưa tiền cho Thuận rồi Thuận sẽ thành lập một cái công ty dưới cái dạng SPAC này Công ty này đó là một công ty mà chỉ có số vốn mà thôi Họ không có kinh doanh gì hết các bạn Và cái số tiền đó sẽ được lưu trữ giống như là trong những cái mà có lời giống như là công giá phiếu các bạn Và sẽ được lưu trữ lên tới 2 năm Có thể là ngắn hơn nhưng mà tối đa là 2 năm Thì mọi người đưa tiền cho Thuận để làm gì? Tại vì họ biết là Thuận có cách để lên sàn chứng khoán nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn chưa có biết là thuận sẽ dùng số tiền đó để đầu tư vào công ty nào và công công ty spac này đó thì họ sẽ bắt đầu là bán cổ phần và cổ phần của họ bán trong đợt này đó cái công ty spac là black space acquisition các bạn thì công ty black space này đó khi mà họ bắt đầu bán cổ phần dưới dạng spac đó là 10 đô la mà thôi thì mỗi người mua một cổ phần là 10 đô la với kỳ vọng là công ty Black này sẽ tìm được một đối tượng tốt để họ đầu tư Rồi sau đó đối tượng đó sẽ thông qua công ty Black này để được lên sàn chứng khoán Tại vì đã có sẵn con đường rồi Và hy vọng là khi điều đó xảy ra đó thì những người đầu tư ban đầu họ sẽ có lời rất là nhiều Và công ty Black này đó, cuối cùng cũng đã có sự hợp tác với lại VinFast Hy vọng là các bạn không có quá rối thường cố gắng là chia sẻ một cách đơn giản nhất Thì nói tóm lại đó, Black và VinFast đã hợp tác với nhau Và sau đó công ty VinFast đã có thể thông qua Space để được list trên sàn Nasdaq nó không phải như dạng IPO có nghĩa là không phải kêu gọi vốn kêu gọi vốn đó sẽ là một cái phần khác nhưng mà đợt này đó thì chỉ lên sàn chứng khoán mà thôi thông qua Blackspace. và các bạn đang thấy được là với cái con số ngày hôm nay là 30 đô la có nghĩa là những người mà đầu tư vào Space thì họ cũng đã có lời rồi tại vì họ chỉ mua một cổ phần là 10 đô la mà thôi và những cái công ty SPAC này đó nếu như mà trong vòng 2 năm họ không kiếm được đối tượng tốt để đầu tư thì họ sẽ trả lại tiền cho những nhà đầu tư và với cái sự thành công ngày hôm nay đây các bạn đã thấy được là ước tính à, từ Bloomberg đó, thì tài sản của phạm nhật vượng đã tăng lên 39 tỷ các bạn ở mức bây giờ là 44 tỷ nếu như mà chúng ta nhìn vào xếp hạng của Forbes đó, thì bây giờ vẫn chưa update nhưng mà chúng ta nếu thấy ở mức là 44 tỷ đô la chúng ta có thể nhìn thấy được là phạm nhật vượng sẽ nằm ở cái con số là người giàu thứ 27 trên thế giới hiện tại các bạn Wow, là một thành tích cực kỳ đáng kể Thì tôi biết là nhiều bạn cũng là fan của VinFast nên mình thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về thông tin này Chúng ta cũng còn một số những thông tin khác Giống như chúng ta thấy là Ledger đây Thì họ cũng đã có một cái sự hợp tác với công ty PayPal Và sự hợp tác này đã sẽ cho phép Thông qua cái ví Ledger đây, Các bạn sử dụng Ledger Live Thì có thể thu mua Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin Chỉ bốn đồng này thôi Nhưng mà có thể khi mà thu mua đó là sẽ thu mua thông qua Paypal Thì Paypal chỉ là một sự lựa chọn thôi các bạn Thật ra chúng ta cũng đã thấy là trên ledger các bạn cũng có thể thu mua trực tiếp crypto Thông qua Moonpay, uh, Transact, Ram, Simplex, Loopypay Hay là cái chữ này không biết đọc sao nữa các bạn Mercurio Nói chung đó thì uh, chúng ta thấy được Paypal sẽ là một sự lựa chọn Nhưng mà đáng tiếc bây giờ đó Paypal chỉ hỗ trợ người Hoa Kỳ mà thôi và chúng ta cũng có thêm một cái thông tin khác liên quan đến PayPal nữa, đó chính là ở Vương quốc Anh á thì công ty PayPal nói là họ sẽ tạm dừng dịch vụ mua bán crypto ở Vương quốc Anh vào ngày 1 tháng 10 cho đến khoảng chừng đầu năm 2024. Lý do tại sao đó họ nói tại vì cái quy tắc mới được ban hành, họ cần phải điều chỉnh lại trước khi mà tiếp tục hoạt động cho phép mua bán crypto ở Vương quốc Anh. Và những khách hàng đã mua crypto trước đây đó thì PayPal thì không vấn đề gì, họ vẫn có thể tiếp tục giữ hay là bán bất cứ lúc nào. Nhưng mà để có thể mua thêm nữa thì phải chờ khoảng chừng là quý 1 của năm 2024 Và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Shiba Inu các bạn Siberium cuối cùng đó cũng đã xuất hiện rồi Đây là mạng lưới tầng 2 của Ethereum được tạo ra gọi là siberium có liên quan đến Shiba Inu các bạn để các bạn có thể tham gia vào uh, trở thành một vai đây các bạn cần phải có 10.000 bones để lóc lại thì đây là thông tin mà nhiều người chờ đợi nhiều người chờ đợi là sau khi mà có thông tin này đó thì cái hệ sinh thái của siberium sẽ có sự tăng trưởng và đương nhiên sẽ tốt cho đồng Shiba Inu nhưng mà chúng ta đã thấy là đáng tiếc đó Shiba Inu là một trong những đồng mà đã có cái sự giảm giá không hề nhỏ ngày hôm nay là 7.7% Cũng tương tự như là Bitcoin Cash hay là những đồng khác các bạn Nói chung thì cái thông tin này cũng không có khiến cho Shiba nữa của sự tăng trưởng Nhưng mà gần đây đó chúng ta cũng thấy là Shiba cũng đã có một cái sự hồi phục rồi Nếu chúng ta nhìn vào trong vòng 30 ngày qua thì chúng ta vẫn thấy có một sự tăng trưởng liên quan tới Shiba và thông tin cuối cùng là liên quan tới Tether các bạn Thì công ty Tether này đã bây giờ họ đã càng ngày càng đa dạng hóa cái tài sản và cái cách đầu tư của họ Họ không chỉ liên quan tới phát hành đồng USDT nữa mà các bạn thấy là khi mà có lời Họ cũng đã bắt đầu tung ra nhiều thứ khác như là Tether vừa giới thiệu phần mềm đào Bitcoin mới Mang tên là Moria Giúp cho việc đào Bitcoin trở nên hiệu quả hơn thông qua sự kết hợp giữa IoT này nghĩa là vạn vật Internet các bạn Internet of Things và AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo thì khi mà đào Bitcoin đó Morina sẽ thu thập thông tin từ các máy đào và sử dụng AI để phân tích các thông tin này tìm cách để mà tối ưu hóa việc đào Bitcoin để mang lại lợi ích tốt hơn và chúng ta thấy là Tether đó cũng đang dự định mở rộng phần mềm này để kết nối với hàng triệu thiết bị khác nhau cũng là một nguồn thu nhập mới cho họ các bạn và cho phép vận hành thông tin một cách tinh hoạt Tether đó càng ngày càng lớn sân sang những cái phần khác như là thị trường đào Bitcoin với bây giờ họ đã có hai xưởng đào ở Uruguay và El Salvador được sử dụng năng lượng tái tạo và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể như bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn